Những phát ngôn gây sốc của Nam Em sau hàng loạt scandal gây bão Vbiz. Sau câu chuyện tình cảm ồn ào với Trường Giang trên mặt báo, Nam Em sở hữu hàng loạt phát ngôn gây sốc khiến ai nấy không khỏi ngán ngẩm. Từng đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth và lọt top 8 chung cuộc, nhưng Nam Em không thực sự là gương mặt nổi bật của làng giải trí. Tên tuổi của cô chỉ được nhắc đến nhiều khi bất ngờ lên tiếng tiết lộ chuyện tình 30 ngày sóng gió với Trường Giang. Kể từ đó nhắc tới Nam Em, người ta ngay lập tức nhớ tới mối tình gây bão với danh hài Mười Khó. Những hành động tương tự chẳng giống ai và cả những phát ngôn gây sốc, mỗi tháng ra một MV xin lỗi Hà Hồ vì mối quan hệ với Chu Đăng Khoa. Mới chịu mấy tháng thôi nhưng Nam Em đã kịp bỏ túi loạt phát ngôn mang về rổ gạch đá, đủ để chiếm ngôi bất kỳ nữ hoàng thị phi nào trong showbiz Việt. Hãy cùng điểm lại loạt phát ngôn gây sốc của người đẹp này. Phát ngôn gần đây của Nam Em gây xôn xao cộng đồng mạng. Hễ đàn ông chạm vào người là tôi nhập viện. Phát ngôn này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội. Sau khi công khai chuyện tình với Trường Giang trên mặt báo, Nam Em đã có cho mình một hàng loạt phát ngôn giật tanh tách. Cô thẳng thắn chia sẻ rằng bạn bè của cô chơi danh hài Mười Khó vừa lùng vừa xấu. Trường Giang là vết thương khó lành trong tâm hồn tôi. Bạn bè tôi từng trách người đẹp như tôi, tại sao lại thích một người đàn ông vừa lùng vừa xấu như vậy? Nam Em còn cho rằng Trường Giang cũng mắc phải căn bệnh rối loạn lưỡng cực giống mình, nên mong khán giả hãy thông cảm cho danh hài. Tôi cũng nghĩ anh Giang cũng bị rối loạn lưỡng cực như tôi. Đôi khi anh ấy suy nghĩ tiêu cực nên mọi người hãy thông cảm cho anh ấy. Chắc hẳn cư dân mạng chưa thể quên phát ngôn nhớ Trường Giang như nghiện thuốc, có thể chết vì danh hài của Nam Em. Một ngày không gặp Trường Giang là bế tắc, nhớ như nghiện thuốc, có thể chết vì anh. Cô cũng từng gây chú ý với phát ngôn muốn giải cứu cả thế giới. Không thể nào bớt khùng được. Khùng là một cái thứ bệnh giúp tôi có thể sống trường tồn cho đến bây giờ. Ngay sau khi phát ngôn theo nghiệp ca hát, Nam Em tiếp tục gây chú ý bởi hàng loạt các phát ngôn gây sốc xung quanh mối quan hệ với Trường Giang và Chu Đăng Khoa. Tôi nói chuyện mà ai cũng nhìn tôi hết, chắc tại tôi xinh đẹp quá. Nam Em cũng không ngại chuyện bị ném đá khi tự so sánh mình với mợ chảnh Trung Song Di. Tôi nghĩ mọi người sẽ liên tưởng đến mợ chảnh Trung Song Di vì cô ấy rất giống tôi. Từ khi tạo ra bao nhiêu sóng gió khi công khai chuyện tình cảm, Nam Em khiến nhiều người phải tự hỏi cô gái này đến từ hành tinh nào. Em luôn nghĩ rằng ngày mai em sẽ chết đó, nên em không muốn mang theo một bí mật nào cả, rồi lại bị cả thế giới nguyền rủa.